đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bến Tre lần thứ hai nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đúc Sơn cùng đại diện các quyện, thành phố, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Hội hữu nghị tỉnh, thành viên Hội hữu nghị Việt Hàn. Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Đúc Sơn cho biết. Đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả những việc đã làm được và những mặt còn hạn chế tồn tại trong thời gian qua, rút kinh nghiệm bước đầu trong hoạt động thực tiễn về đoàn kết hữu nghị với Hàn Quốc, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2023-2028 để tiếp tục đổi mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác hòa bình hữu nghị với công dân Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh đại diện Hội Hội nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bến Tre đã thông tin đến đại hội tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Năm năm qua, với sự tích cực của ban chấp hành và tất cả các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh đã chủ động sáng tạo trong các hoạt động, tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, dẫn động diện trợ phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và xây dựng phát triển hội. Hoạt động của hội từng bước đã góp phần vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bến Tre. Tại đại hội, đại biểu đã thông tin về hoạt động của các hội viên, cũng như sự phối hợp giữa hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bến Tre và liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các sở ngành địa phương trong tỉnh trong thực hiện các hoạt động tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng với Hàn Quốc như mô hình thư viện lưu động, giao lưu văn hóa nhân dân Hàn Quốc và thanh thiếu nhi Bến Tre, xây dựng nhà tình thương và sinh kế cho người dân hỗ trợ sau dịch Covid-19. Các hoạt động đã mang lại giá trị trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động gắn kết hữu nghị giao lưu văn hóa như ngày hội văn hóa Việt Nam Hàn Quốc tại Bến Tre đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Thực hiện dự án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng tăng thu nhập cho nông dân nghèo tỉnh Bến Tre với tổ chức Global Vision Hàn Quốc tài trợ năm 2019 2021. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 20 quỹ viên, ông Nguyễn Đúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ tịch hội.